Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo Thì video này mình sẽ phân tích cho anh em về cái tiềm năng của dự án Zcoin, à, nó lớn như thế nào anh em nha. Thì đây là một cái phiên bản cũng là Zcoin ha. Thì hiện tại trên kênh của mình hiện tại đang chia sẻ cho anh em hai cái kèo Zcoin. Thì đây là cái kèo Zcoin, nó đang đứng bảng xếp hạng thứ ba ở trong cái Ton App đó nha. Còn cái Zcoin kia là hiện tại nó đang đứng xếp hạng thứ 8 ở trong cái trang web Ton App thì tone app là một cái trang web mà nó sẽ à, tổng hợp tất cả những cái à, cái keo, những cái game mà hot nhất hiện tại ha và được cộng đồng à, đón nhận rất là mạnh ha thì à, cái à, anh em sẽ chú ý cái jetcoin này đang có một cái sự chú ý rất lớn và hiện tại đang đứng ở top thứ ba à, trong cái tone app nha. rồi thì à, mình sẽ à, chia sẻ một số thông tin của dự án à, jetcoin này à, Và phân tích cái tiềm năng của nó cực kỳ lớn lắm nha. đó cho nên là đây có thể nói là một cái dự án tiếp theo À, cái dự án nó à, rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần tin nhắn ghim mình sẽ đọc một số thông tin rồi, xin kính gửi các à, tới đời nó ha chỉ trong 6 tháng 35 triệu người dùng một cột mốc đáng kinh ngạc xin ngã mũ trước tất cả những NotCoiner coi nơ ngoài kia tự hào được chứng kiến những thay đổi to lớn trong hệ sinh thái toàn blockchain trí tưởng tượng phong phú được à, thúc đẩy bởi ton à, và telegram chỉ là bước khởi đầu đưa tiền điện tử vào mọi mọi túi ha đó cũng là tầm nhìn của chúng tôi đó, thì đó là cái phần về nó coi. Rồi, tiếp tục là Zcoin coi bây giờ tuy nhỏ bé nhưng ước mơ của chúng tôi thì rất là lớn. Trân trọng gửi đến đời nó coi và mọi nó coi Đứng trên vai của những người khổng lồ, cuộc chinh phục của chúng ta là biển sao. Đó. Thì cái bài tiết này à, nó đã được cái dự án Ton Blockchain đã trả lời ha. Thì trên cái dự án nó coi này, Zcoin coi này ha thì mình có thể thấy được là cái Ton Blockchain À, nó liên tục tương tác với dự án này ha bằng cách những cái câu trả lời như đây ví dụ uh, toàn Blockchain nó đã trả lời mà Jetcoin này, Boroly, Nolthin này, hả à, và Jetcoin trả lời lại ha rồi đó thì đây là một dự án được uh, toàn Blockchain chuối rất là nhiều ha à, bằng những những cái bình luận rất là nhiều luôn, à, rồi ở đây một số cái thông tin thì hiện tại anh em có thể thấy được cái đồng Jetcoin này nó đã phủ sóng uh, trên 200 À, 211 quốc gia à, đăng ký giấy coi này ha đó đây là một cái sự phát triển cũng rất là nhanh chóng luôn ha rồi thì à, ở đây à, cái dự án này nó hiện tại nó đang cập, à, nó đã cập nhật cho anh em một cái con bot à, khai thác à, online ha à, chính là con boss Z, -Z bass này thì à, khi mà anh em à, mua cái con bot này thì nó sẽ tự động nó khai thác cho anh em nhưng mà con bot này nó sẽ khai thác à, khi mà anh em online thôi còn cái con bot offline nó cũng sẽ chuẩn bị Nó sẽ ra mắt một cái con bot Nó sẽ khai thác offline luôn em nha Đó đây Đây là những thông tin của nó này Đây Thì con bot này nó đã cải thiện về tốc độ rất là nhanh em nha Đó Thì anh em có thể là vào Cái Cái cái, cái uh, telegram để anh em xem thấy cái tốc độ của nó này Cực kỳ nhanh ha Đó Rồi Kéo xuống đây à, Một cái tin nhắn ngày 27 tháng 4 Đó Zcoin đã đạt được 2 triệu rưỡi à, user ha à, thì anh em có thể kéo xuống dưới này anh em vẫn thấy được là Tom blockchain đã trả lời nha à, đây là một thành công lớn này đó sự phát triển rất là mạnh nè đây à, Tom blockchain đã trả lời Zcoin farm nha đó hầu như trên cái dạng này thì mình thấy là cái toàn blockchain nó trả lời liên tục ha rồi tiếp theo anh em sẽ thấy được nè cái con Zcoin này nè hiện tại nó được theo dõi bởi một cái trang rất là uy tín luôn đây chính là cái trang Get Game anh em ha. Getgame này nó đang theo dõi cái à, dự án Zcoin thì cái game là một cái trang lớn à, về cái chợ à, marketplace à chợ chuyên về NFT à, của à, Ton blockchain luôn ha. Đó thì trên cái chợ này nó cũng đã hỗ trợ à, cái đồng notcoin à về cái NFT à, mà anh em mua voucher của notcoin đó ha. À, đây là cái trang chính thức về game trên cái hệ à, sinh thái Ton blockchain luôn và hiện tại cái dự án này nó đã follow cái dự án Zcoin này ha. nó cực kỳ tiềm năng luôn. Rồi, anh em sẽ vào cái um... Anh em sẽ vào cái tin nhắn ở đây, anh em vào Ton. Anh em sẽ vào cái trang X của Lọc trên này ha, đây. Thì anh em sẽ search nè, search cho mình nè. Anh em sẽ search Zcoin. Đó thì mình sẽ tìm những cái những cái bài đang liên quan đến cái dự án Zcoin này. Anh em có thể thấy này, đó. Thấy Dự án Lọc trên nó nó đã tương tác rất là nhiều trên cái dự án Zcoin này. Anh em thấy đang trả lời Zcoin farm này ha đây là dự án lớn này đang chờ đợi nè nó rồi tiếp tục cách đây hai ngày nó cũng trả lời nè nó toàn blockchain trả lời hết ha đây là jetco farm chính là cái dự án mình đang review cho anh em đó thấy chưa đó jetco farm này rất là nhiều ha đó em có thể thấy được là toàn blockchain tương tác của dự án này rất là nhiều luôn cho nên mình nghĩ cái thằng này nó sẽ là một trong những cái tầm ngắm tiếp theo cho sự thành công tiếp theo sau cái notcoin nha Tiếp tục ha, anh em sẽ vào cái phần ton app cho mình. Ton app. Tại sao mình nói cái coi này nó cực kỳ tiềm năng. Anh em vào ton app đi. Đó, sau đó anh em vào cái phần dấu ba gạch, anh em sẽ vào cái phần uh, thể loại này. Anh em kéo xuống cho mình về cái thể loại. Thể loại về game nha. Kéo xuống trò chơi nè, anh em bấm vào. Đây, thì anh em có thể thấy được nè, coi đang đứng vị trí thứ tư nha top các game hot à, trên cái à, ton blockchain hiện tại ha, Zcoin này. Đó, hiện tại là mình đang review cho anh em Zcoin này và một cái Zcoin mà mình cũng đã review cho anh em đó chính là Zcoin đây. Hai cái Zcoin luôn ha. Đó, vị trí số 8 và vị trí số số 4 này. Hiểu không? Cho nên là những anh em nào mà chưa có đào Zcoin thì anh em đó, tranh thủ đào hai con này liền, mạnh liền cho mình ha. Đây, Zcoin, hai cái Zcoin này. Và hiện tại Zcoin này đang đứng thứ tư nha các game hot trên telegram luôn đó rồi đó là như vậy ha rồi đó thì đó là những cái lý do mà tại sao mà mình muốn nói là anh em nên đẩy đẩy mạnh và đẩy nhanh cái con coi này ha đó và sau này nó cũng sẽ lớn mạnh như của con nó coi hiện tại nha cho nên là cực kỳ ok luôn cho nên anh em nào chưa biết đến dự án này thì xuống phòng một tại video xem lại cái video mình hướng dẫn cho anh em cách đăng ký rồi ok thì trở lại cái telegram đó thì mình sẽ anh à, em vào thì những anh em nào mà chưa biết à, đến dự án này thì anh em xuống phòng mô tả video click vào link đăng ký ha nó sẽ hiện ra con bot telegram này thì anh em bấm vào chữ ta sau đó anh em vào cái à, play anh em bấm vào menu ta này menu sau đó bấm play đó rồi tiếp tục anh em bấm chữ play trên đây để mình à, chơi con game này ha đó rồi ở đây mình sẽ update lại cho anh em ha thì đây là một con game mà nó sẽ dùng cái tay ngón tay của anh em để vuốt đó, thu thập những cái đồng Zcoin này này và đặc biệt anh em có thể thấy được cái con bot tự động này nó đang khai thác cho mình ha mặc dù mình không vuốt nhưng mà nó vẫn khai thác tự động cho anh em thì đây là con bot nó khai thác trong uh, quá trình online khi mà anh em mở app lên còn sau này dự án nó cũng sẽ uh, cập nhật một cái tính năng con bot uh, khai thác cho anh em phần offline luôn nha nó sẽ khai thác offline luôn đó thì đó là tính năng uh, tương lai nó sẽ mở cho anh em rồi thì ở cái phần này đó, để mời bạn bè ha đó, cái này nó kéo xuống nè nó rơi xuống thì anh em cứ lấy cái ngón tay anh em vuốt ha rồi ở đây ở cái phần friend chính là chia sẻ bạn bè này anh em bấm vào send invite đó, sau đó anh em bấm vào share invite link đó, để copy chia sẻ cho bạn bè ha đó rồi quay lại ở cái phần ơn này đó, phần ơn này thì anh em sẽ vào ở đây sẽ có những những cái nhiệm vụ mà nó mở hàng ngày cho anh em Ví dụ như những nhiệm vụ mà nó có dấu tích trắng này thì mình đã làm rồi. Còn những nhiệm vụ mà nó có dấu mũi tên đây thì anh em phải vào bổ sung và làm thêm. Ví dụ như nhiệm vụ ở đây, retweet bot nè, 100 ngàn ha. Anh em sẽ mở lên cái trang ít nè. Rồi anh em bấm like và bấm khai mũi tên, sau đó bấm đăng lại cho mình. Rồi, sau đó anh em quay lại cái trang telegram. Đó, như vậy là nó đã có dấu tích trắng rồi. Thì anh em sẽ nhận được là 100 nghìn Zcoin coin. Đó. Tương tự như ở đây thì nếu như anh em lên cái level diamond thì anh em sẽ nhận được 1 triệu coin nha. Đó, tương tự những nhiệm vụ này thì anh em những này anh em nào chưa làm thì anh em vào làm ha để mình kiếm thêm. Rồi, ở đây phần boost, phần boost này thì chính là cái phần nâng cấp. Ở đây thì hàng ngày nó có một cái, uh, uh, cái 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 rương này, cái rương này chính là cái rương miễn phí, anh em sẽ bấm vào đây để anh em nhận cái rương này một ngày như thế này, anh em sẽ nhận được ba rương đó thì anh em cứ quét vào cái rương này thì những cái đồng xu z coi nó sẽ rớt xuống rất là nhiều thì mình sẽ quẹt để mình thu thập ha quẹt ngón tay để thu thập đó rồi vào phần bút tiếp anh em sẽ nhận tiếp tiếp ha cứ ba lần anh em sẽ nhận ba lần miễn phí mỗi ngày đó anh em bấm rương này để khai thác đó rồi vào phần bút lại anh em tiếp tục anh nhận tiếp ha đó, rồi nhận cái rương rồi ngồi ra thì ở anh em vào phần bút này nó có cái phần là full recover chính là cái năng lượng ha anh em cũng sẽ nhận ba lần năng lượng ba lần năng lượng ha thì cái năng lượng này chính là cái năng lượng đây thì khi mà nó anh em khai thác hết cái năng lượng này thì nó sẽ hết vòng khai thác đó khi mà nó hồi lại tiếp tục anh em sẽ khai thác tiếp tục ha đó rồi anh em vào phần bút ở dưới đây thì phần booster này chính là cái phần nâng cấp level thì anh em cứ kích vào để anh em nâng cấp thêm cái level của anh em ha đó thì đây zbat chính là cái con bot tự động khai thác cho anh em này hiện tại nó đang chế độ on có nghĩa là mở còn ví dụ anh em bấm vào đây off là nó sẽ tắt ha anh em bấm lên đây thì nó sẽ mở ha rồi anh em sẽ nâng cấp những cái phần ở đây ví dụ như là số lượng À, coi nè, à, rồi à, giới hạn nè, rồi full full red là cái à, năng lượng đó, phục hồi đó ha. Anh em nâng cấp lên thì anh em sẽ bỏ ra những cái giấy coi của mình nâng cấp lên. Đó là như vậy ha. Rồi. Trở lại cái trang X. À, mình sẽ cập nhật về cái cái um, nó có cái phần mà nó sẽ chuẩn bị nó triển khai một cái con boss mà offline. Đó, đây là có một cái tin này về con boss offline. Tin tức thú vị ha, tính năng Autobot ngồi ngoài tiếng đã vượt qua thử nghiệm à, phiên bản mới của giấy coi sẽ sớm được cập nhật có nghĩa là cái phiên bản mà con uh, autobot ngồi tiếng đó, nó có nghĩa là offline nó vẫn khai thác được thì nó sẽ đang cập nhật anh em nha cho nên là tính năng này nó chuẩn bị sắp ra mắt luôn đó cực kỳ là chất lượng ha đó rồi như vậy ha thì trên đây là mình đã chia sẻ cho anh em một số ở uh, cái tiềm năng của, của dự án sẽ coi này ha thì uh, anh em nào uh, chưa biết đến dự án này thì có thể xuống phòng mô tả video xem lại cái video cũng như là kích vào cái link đăng ký đó. cách thức đăng ký thì rất đơn giản anh em chỉ cần có telegram anh em vào anh em bấm vào sau đó anh em bấm chữ Star và khai thác cho mình ha Thì đây là một dự án cực kỳ tiềm năng và hiện tại nó đang luôn dẫn đầu trong top uh, tất cả những cái game hiện tại hot trên telegram và được cái ton blockchain tương tác rất là nhiều ha và đặc biệt nó có một cái trang get game là một cái trang chuyên về nợp tơ uh, của ton blockchain nó đã follow dạng này nha cho nên là anh em không nên bỏ qua nha Đây là mình nhắc trước đây là dự án sẽ tiềm năng và nó sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới đó ha à. ở à, ngoài ra thì à, cái phần mà tính năng về cái à, cộng đồng này nè anh em bấm vào cộng đồng ha thì ở đây mình sẽ copy cái đường link này để chia sẻ cho bạn bè ha à. thì à, anh em sẽ ngồi cái đường link đăng ký thì nó có một cái đường link để zone vào cái làng à, khi mà anh em zone vào làng thì nó cũng sẽ có được cái tăng tốc độ khai thác cho anh em à, tăng cái phần thưởng cho anh em thì anh em kích vào cái link đó thì anh em sẽ zone vào được cái làng khai thác để tăng thêm cái phần thưởng ha đó, rồi ok thì video đây đến đây xin kết thúc ha. Nếu thấy video thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn bỏ chuông mình phải được không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.